Sáo các bạn bị nứt trong quá trình thổi. Các bạn có thể thấy rằng là có nhiều cây sáo khi chúng ta mua về thì không làm sao. Thế nhưng mà tự nhiên trong một ngày đẹp trời nào đó chúng ta thổi vào cây sáo có tiếng tách một cái nó bị nứt. Thì đó là một chuyện hoàn toàn bình thường nhé. Với cái kinh nghiệm làm sáo cũng như là chơi sáo tôi khá là lâu và cũng có rất nhiều sáo của tôi đã bị nứt rồi. Cái chủ yếu vấn đề gây ra sáo nứt đó là do sự thay đổi về nhiệt độ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về vấn đề này. Với kiểu thời tiết như nào thì hay làm cho cây sáo các bạn bị nứt? Hầu hết tất cả những cây sáo các bạn bị nứt đa phần là nứt vào mùa hanh khô hoặc là mùa đông. Lúc đó thì cái độ ẩm cũng như nhiệt độ các bạn đang rất là thấp. Và chắc hẳn các bạn cũng biết về nguyên lý là nóng thì nở, lạnh thì co. Với tất cả những đồ vật chúng ta đều như vậy mà thôi. Và với cái thời tiết mà mùa đông lạnh như vậy và cái độ ẩm nó thấp như vậy, nó làm cho cái thân của cái cây sáo các bạn nó đang co vào. Và khi nó co vào như vậy rồi mà các bạn đột ngột chúng ta thổi vào trong cây sáo, nghĩa là chúng ta đang mang đến một cái độ ẩm và nhiệt độ cao hơn nhiệt độ bình thường cây sáo rất là nhiều. Lúc đó thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nguyên lý nóng nó nở, nghĩa là nó sẽ đột ngột nó làm nở các cái thớ nứa của trên cây sáo các bạn ra, và cây sáo các bạn nó rất dễ bị tách ra, nó làm nứt. Thì đấy là cái nguyên nhân mà chúng ta hay bị nứt cái cây sáo vào trong mùa đông. Thế còn ngoài ra nữa thì theo kinh nghiệm của tôi được thấy rằng là đa phần là những cái cây sáo già thì dường dễ bị nứt hơn những cây sáo nứa non. Bởi vì cây già thì các cái thớ nứa của chúng ta cực kỳ chắc và nó rất là cứng. Ngoài ra thì nó cũng còn khô nữa. Khi chúng ta đẩy một cái nhiệt độ nó chênh lệch nhiều quá thì nó cũng sẽ dễ làm cho cái cây sáo có những cái thớ nứa chắc như vậy nó dễ bị tách ra.